Đại đức cho hỏi, trong chánh tạng thì bài kinh hay một lời dạy nào thúc đẩy sự tinh tấn trong tu tập? Xin thưa quý vị đó, kinh tạng thì nó bao la, và cái quan trọng á, cái khuynh hướng của chúng ta là gì, thì nó sẽ có một bài kinh có cái tính chất rúng động của chúng ta như thế đó. Ví dụ như khi mà sư nghe tới cái đoạn kinh á, mà Đức Thế Tôn viên tịch ở thành Kusinara, khi Đức Thế Tôn viên tịch, ngài vừa chấm dứt thân, chấm dứt cái sinh mạng, chấm dứt cái thọ hành, trái đất rúng động. Vua trời Đế Thích đọc lên một bài kệ: Anicca vata sankhara upadavaya thammino upacitta nirujjanti te sangvu basammo sukho. Các hành là vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch tịnh vi lạc. Có nghĩa là các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Thì khi mà sư nghe đến cái đoạn kinh đó đó, sư rúng động. Rúng động mà nước mắt nó trào ra. Rúng động. Và cái câu kinh đó nó theo luôn tới bây giờ. Theo luôn tới bây giờ. Cho nên mỗi một người tùy cái căn cơ sở tánh của họ mà sẽ có một cái câu kinh khác nhau đó. Hoặc như có người đó, họ ưa thích sự bố thí, thì đối với họ có một cái bài kinh mà có thể là rung động đối với họ, đó là nếu như một chúng sanh hiểu được cái quả báo bố thí như là Như Lai hiểu, thì ngay cả cái miếng ăn cuối cùng họ cũng không nỡ ăn nếu như có một chúng sanh đang cần lấy nó. Đấy. Cho nên tùy. Hoặc là có những người ưa thích niệm ân đức Phật, thì có những bài kinh như là kinh Vị Tằng Hữu, để vì đó hướng đến cái ân đức của Đức Phật. Hoặc là có những người họ ưu tư về Phật pháp, ưu tư về chánh pháp, ưu tư về sự suy vong, sự biến mất của chánh pháp, ưu tư về sự hùng mạnh của những cái vị tỳ kheo ác, và sự mất dần đi, sự lui về phía sau, sự biến mất của những vị sư tu hành tinh tấn. Thì họ sẽ có một cái bài kinh khác Đức Phật nói, cũng nói như thế, là sự biến mất của thế gian. Đấy. Và bây giờ nếu mà sư nói đó, thì có thể là quý vị rất là khó tìm được ở trong kinh tạng, biết được cái bài kinh nào phù hợp với căn cơ sở tánh mình bây giờ. Thì sư có hai cách như thế này. Cách thứ nhất, sư thích làm theo cái kiểu là bói kinh. Đó là gì? Sư thường, quý vị thấy cái ở đằng sau sư là có một cái tủ kinh. Thì thỉnh thoảng đó, khi mà cái sư cảm thấy là cái tâm mình nó bị lui sụp và cần một cái câu kinh, một bài kinh nào đó có tác dụng kích thích bản thân, sư cầm đại một quyển xuống. Thường thì sư lựa Tăng Chi, tại vì Tăng Chi nó ngắn. Cầm một quyển xuống, mở một trang bất kỳ nhá, cầm một quyển kinh xuống, mở một trang bất kỳ, đọc. Nếu như quý vị có một cái niềm tin mạnh mẽ vào chánh pháp á, thì có thể quý vị sẽ trải nghiệm được cái này. Sư không dám nói niềm tin của sư mạnh bao nhiêu, nhưng mà ngay cả bản thân sư, ngay cả bản thân sư chưa là cái gì hết mà còn cảm thấy những cái sự lợi ích khi mà làm được cái chuyện này, thì sư nghĩ quý vị cũng sẽ làm được. Chứ ở đây sư không có sự chứng đắc nào ở đây hết trơn, mà sư đang nói là trong khi sư đang trong những giây phút mình bị lưu sụp,
cần sự tinh tấn, cần sự hỗ trợ của giáo pháp á. Xin lấy một quyển kinh bất kỳ, mở một trang bất kỳ, đọc đọc cái đoạn bất kỳ ở trong đó. Nhiều lúc lạ lắm quý vị, chính cái đoạn đó nó lại giải quyết vấn đề của mình, chính cái đoạn kinh đó nó lại kích thích cái sự tinh tấn của mình, chính cái đoạn kinh đó nó mang lại cái xúc cảm, nó giống như nó đánh động lên tâm thức của mình để cho mình vững vàng hơn trong con đường tu. Hoặc là có những lúc đang suy tư, sư đang suy tư về một cái vấn đề trong chánh pháp mà chưa có được cái sự gợi ý, thì sư cũng làm cách đó. Sư lấy một cái quyển kinh bất kỳ, mở một trang kinh bất kỳ, đọc một dòng bất kỳ. Có đôi khi cái dòng đó nó lại là một sự gợi ý, đó lại có thể là một cái sự trích dẫn cho cái bài pháp sư chuẩn bị nói đó. Có khi sư mình đang nói về một cái chủ đề Phật pháp nào đó mà thiếu một cái sự trích dẫn vậy đó, có đôi khi cầm một quyển bất kỳ, mở một trang bất kỳ, đọc một dòng bất kỳ, thì nó là trích dẫn, nó lại đúng cái dòng mình cần trích dẫn. Tin hay không tùy quý vị, mà sư tin là cái sự nhiệm màu của giáo pháp. Còn nếu như mà quý vị muốn được có một cái quyển kinh mà gom lại những cái bài kinh mà theo tác giả đó có cái tính chất là rúng động, có tính chất là thúc đẩy cái sự tinh tấn, thì sư giới thiệu cái quyển là Nhật Tụng Kalama, Nhật Tụng Kalama của ngài Giác Nguyên, bút danh là Toại Khanh ấy. Thì ngài dày công ngài biên soạn một cái quyển như thế này, dày có những cái bài kinh mà theo ngài Giác Nguyên á, thì nó có cái tính chất rúng động. Tại vì tam tạng kinh á, thì nhiều quá, nhiều lúc người ta đọc vào người ta ngán. Còn cái này thì đã rút gọn lại rồi, đã rút gọn lại rồi. Quý vị cũng có thể cầm làm y như sư vậy đó, cầm một quyển kinh lên, mở một trang bất kỳ, mở một trang bất kỳ, đọc. Có đôi khi nó sẽ giải quyết vấn đề của quý vị, và có đôi khi nó sẽ thúc đẩy cái sự tinh tấn của quý vị. Nếu như mà mình không thích đọc từ đầu tới đuôi, có thể đọc theo cái kiểu random như sư.